Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình Samsung Galaxy S5. Đó, rất là mỏng như này thôi. Khi khách hàng có nhu cầu thay mới màn hình Samsung Galaxy S5, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Hiện nay didongcaocap.vn đang địa chỉ cung cấp màn hình điện thoại Samsung hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại màn hình điện thoại Samsung nói chung và màn hình Samsung Samsung Galaxy S5 nói riêng phục vụ khách hàng. Do thiết kế dạng liền khối như này, do đó việc thay màn hình của Samsung S5 đòi hỏi phải có kỹ thuật viên của didongcaocap.vn, kỹ thuật viên sửa điện thoại thì mới có thể thay được. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình Samsung Galaxy S5, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Đối với khách hàng ở xa có điều kiện đến với didongcaocap.vn, chúng tôi có dịch vụ ship code COD đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin chi tiết hơn, cụ thể hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 04 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình Samsung Galaxy S5 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.